Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tin giờ chót, Đức Thánh Cha đã tỉnh táo sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột ghép kéo dài 3 giờ. Trong một tuyên bố được đưa ra lúc 1 giờ trưa theo giờ địa phương Roma, tức là 6 giờ chiều giờ Việt Nam, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết như sau. Về đại thể, Đức Thánh Cha Francisco trong tình trạng tốt, tỉnh táo và thở tự nhiên. Ca phẫu thuật hẹp đại tràng được thực hiện vào tối Chủ nhật 4 tháng 7 liên quan đến phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột kết bên trái và kéo dài khoảng 3 giờ. Đức Thánh Cha sẽ lưu lại trong bệnh viện khoảng 7 ngày, trừ trường hợp có các biến chứng. Như thế, buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 7 tháng 7 này chắc chắn sẽ bị hủy bỏ. Đức Thánh Cha có thể cũng sẽ không chủ sự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 7. Ca phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột kết, từ chuyên môn gọi là hemicolectomy, đã do bác sĩ Sergio Alfieri thực hiện. Ba bác sĩ phẫu thuật khác hỗ trợ và ba bác sĩ phụ trách việc tiêm thuốc mề. Hai bác sĩ khác, bao gồm cả bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng, cũng có mặt trong phòng phẫu thuật. Hẹp ruột già, từ chuyên môn gọi là stenosis, là tình trạng một phần của ruột già trở nên hẹp hơn bình thường. Nó có thể trở nên nguy hiểm nếu nó quá hẹp, khiến thức ăn không thể đi qua một cách an toàn. Viêm đại tràng, một tình trạng phổ biến liên quan đến sự hình thành các khối phòng trên thành đại tràng, có thể gây ra chứng hẹp ruột già. Phục hồi sau phẫu thuật viêm đại tràng thường đòi hỏi thời gian nằm bệnh viện khoảng 1 tuần. Sau đó bệnh nhân phải hạn chế các hoạt động trong vòng 2 tuần sau đó. Trong điện văn gửi Đức Thánh Cha Francisco, Tổng thống Reuven Rivlin của Israel viết: "Xin gửi lời chúc sức khỏe và phục hồi nhanh chóng đến Đức Thánh Cha Francisco. Những lời cầu nguyện của chúng tôi và của người dân Israel đang ở bên ngài." Nhận xét về cách thế Đức Thánh Cha đương đầu với cuộc phẫu thuật này, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Perugia Sista della Bieve và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia viết, ngay trong dịp này, Đức Thánh Cha đã dạy chúng ta cách đối phó với đau khổ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã nói về công việc của Ngài trong vòng vài tháng tới, bao gồm chuyến thông du đến Hung Gia Lợi và Slovakia vào tháng 9, với một nụ cười thường xuyên từ cửa sổ của Dinh Tông Tòa, nơi Ngài gặp gỡ chúng ta vào mỗi ngày Chủ nhật. Đó thật là một chứng tá tuyệt vời. Chúng ta không bao giờ được đầu hàng, không bao giờ được tuyệt vọng, ngay cả trong những giờ phút mệt mỏi nhất. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Bassetti đã viết như trên trong thông điệp gửi tới Đức Thánh Cha Francisco sau cuộc phẫu thuật mà Ngài đã phải trải qua chiều Chủ nhật. Đức Hồng Y bày tỏ sự gần gũi của giáo hội tại Italia, các cộng đồng, các tín hữu và cầu chúc Đức Thánh Cha dưỡng bệnh tốt và phục hồi nhanh chóng. Ngài phó thác cho Chúa, các bác sĩ và tất cả các nhân viên y tế, những người với lòng say mê và tình yêu thương đang chăm sóc cho Đức Thánh Cha và tất cả các bệnh nhân khác. Đức Hồng Y cũng bày tỏ mong mỏi được chào đón Đức Thánh Cha vào ngày Chúa Nhật tới trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật. Về phía các nhà chức trách dân sự Italia, trong một tuyên bố được Điện Chi Ghi đưa ra, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Mario Draghi đã bày tỏ tình cảm quý mến đối với Đức Thánh Cha và mong muốn thấy Đức Thánh Cha bình phục nhanh chóng. Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella đang thăm Pháp đã gửi thư cho Đức Thánh Cha Francisco. Ông cho biết ông đã nhận được tiền Đức Thánh Cha đã vào bệnh viện Gemelli.
Tổng thống Ý gửi đến Đức Thánh Cha tâm tình triều mến của tất cả người dân Ý và cá nhân ông đồng hành cùng Đức Thánh Cha trong giờ phút này. Ông cũng gửi lời chúc chân thành nhất, cầu chúc Đức Thánh Cha hồi phục tốt, khỏe hơn và nhanh chóng bình phục.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com.